Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Rồi, ok, hello, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới. Và đây là một tập mới của podcast DeFi Discussion. Chủ đề của tập tuần này thì mình nghĩ rằng là rất nhiều anh em đang rất là muốn nghe những cái góc nhìn, những cái ý kiến vô cùng thú vị xoay quanh cái vấn đề của tập podcast hôm nay. Tuy nhiên là trước khi đi vào nội dung chính thì mình sẽ để cho vị khách mời của tập podcast hôm nay gửi lời đến các bạn đang nghe podcast ha. Hello, ok, chào tất cả mọi người. Đây là hình như lần thứ 3 mình xuất hiện ở trên podcast này. Thì cũng hân hạnh được quay lại. Mong là hôm nay mình có thể giải đáp một số thắc mắc của anh em về những cái drama gần đây liên quan tới coi như là ông tổ của DeFi đi, cũng như là Phantom, DeFi trên Phantom gần đây. Ok, thì chắc là anh em đã quá quen thuộc với anh Tính, hay còn được biết đến với nickname là Mel. Thì từng là top 1 Dijon Score, sau đó top 2, và hiện tại thì hình như là anh tôi vừa rớt xuống top 3 rồi. Thì có một thằng tên là Lim Zero, nó là một trong những đứa ít đầu, gọi là có địa chỉ ví ít đầu tiên á. Thì nó hỏi anh em được cách tăng điểm, cho nên nó lên, nó chạy từ hạng 5 lên hạng 1, đá cái thằng hạng nhất và đá cả anh xuống. Nói chung là nó cũng rảnh thì không sao, cũng bạn bè cả. Ok, anh Mel thì ở thời điểm hiện tại thì đang bận rất là nhiều công việc, dự án rồi các thứ, rồi các công việc cá nhân. Nhưng mà rất là may là có thể thu xếp được một cái buổi mà anh em ngồi xuống để trò chuyện với nhau về những cái vấn đề mà anh em rất là quan tâm. Đó là cái sự việc gần đây, đó là Andre Cronje. Nhiều nơi thì họ đọc là Cronje, nhưng mà ok, bố già Andre đã thông báo là ông này sẽ quit DeFi, và cái thông tin này nó có thể coi là gây bão ở trên mạng xã hội Twitter. Thì chắc là để anh Tính nói đôi lời, nói về những cái nguyên nhân, những cái thông tin mà anh Tính biết được xoay quanh cái sự kiện mà Andre có cái động thái là rời bỏ thị trường DeFi ha. Chung thì nếu mà không biết Andre thì Andre có thể coi là ông tổ của DeFi, do Andre là người dẫn đầu cái wave yield farming bắt đầu khoảng chừng giữa năm 2020. Mà yield farming cứ phải nói là cốt lõi của DeFi 1.0. Thì cái Yield Finance là cái dự án mà làm cho cái làn sóng yield farming nó bắt đầu sôi nổi lên. Mặc dù cái việc yield farming đó nó trước đó đã có thằng Synthetics và một số thằng khác cũng làm rồi. Nhưng mà thằng Yield và tiếp sau đó là Yam Finance là hai thằng mà gọi là tạo ra cái cơn sóng DeFi 1.0. Và tiếp nối sau đó thì Andre tạo ra rất là nhiều dự án, mà bất cứ dự án nào cũng gọi là thu hút rất là nhiều cái dòng tiền từ mấy bạn cá mập, cá voi, đủ thứ loại cá. Thì về sau sau này thì mỗi khi mà Andre ra dự án thì có rất là nhiều người track ví của deployer của Andre, cho nên nó mới dẫn tới việc tại sao là Andre tại sao lại có được cái sức nóng nhiều như vậy, tức là cái dự án nào của Andre thì mọi người cũng sẽ ép. Nói chung là dự án của Andre thường thường nó có khá là nhiều cái mechanics khó hiểu. Cái gì khó hiểu thường thường nó sẽ đi lên. Kiểu như là một cái model mới mà người ta tin vào cái innovation đúng không? Nghĩa là những cái Andre xây dựng thường thường sẽ là một cái mới toanh, không có, hoặc là copy từ những dạng khác. Thì dân chơi crypto với cả dân DeFi thì lại thích làm liều. Thành ra Andre ra 10 dáng thì hết 9 cái bị lỗi rồi. Và 9 cái đó hầu như là ai cũng mất tiền trừ thằng hacker. Nhưng mà người ta vẫn thích, tại vì trước khi mà thằng hacker nó chui vào thì thật sự là người ta vẫn thấy số nó nhảy lên chứ không có bị nhảy xuống. Thì cái đó gọi là adrenaline, tiếng Việt thì chả biết chích cái gì, tiếng Anh thì adrenaline rush, kiểu nó kích thích
À, cái này dân crypto thì quen rồi. Thì sau Dên thì có Keeper các loại. À, chắc là mình nói một xíu về lý do tại sao mà Andre ông ấy leave cái thị trường DeFi ha. Tại vì cái tin này thì nó khá là sốc. Thời gian gần đây nhiều anh em khá là bất ngờ. Thì chắc là để anh Mel chia sẻ. Mỗi người có một nhận định khác. Tất nhiên là Andre chưa có bao giờ nói rõ lý do vì sao. Nhưng mà hầu như là ai cũng đoán được là Andre đã quá mệt mỏi với cái lũ người chơi crypto rồi. Nghĩa là quá mệt mỏi, không tin tưởng vào con người được nữa. Tại vì thằng nào thằng nấy đều như hạch. Nghĩa là khá là toxic đúng không? Thì Andre đã thấy mệt mỏi rồi. Tại vì dự án nào mà Andre làm ra càng về sau thì Andre càng cố gắng hạ cái tầm ảnh hưởng của con người vào hết mức có thể. Dự án gần đây nhất là dự án Solidly, Andre đã cố gắng gọi là cứ như là decentralize hết mức có thể rồi, để cho nó có một cái distribution ban đầu không bị ảnh hưởng bởi tâm lý con người, không bị ảnh hưởng và không bị control bởi bất kỳ một người nào mà là fair và chia ra cho toàn bộ. Nhưng mà rốt cuộc thì vẫn bị hai con sâu làm rầm nồi canh, nhưng phải một con sâu. Thì Andre mất niềm tin vào con người, thế là quit. Thì đây là nhận định của hầu hết những người trong trong cuộc mà gần gọi là hay nói chuyện với Andre. Còn ngoài mặt thì người ta, những người không trong cuộc thì cứ nghĩ là ok, Andre kiếm đủ tiền rồi nên bây giờ bắt đầu quit, tại vì thị trường có vẻ sắp vào mùa đông đó. Thì nó có hai ý kiến hai chiều như vậy, một bên thì nghĩ là Andre đã mệt mỏi với con người, một bên thì nghĩ là bây giờ Andre giàu rồi thì vô crypto bear rồi thì nghỉ thôi rồi sau này quay lại. Yeah, có một cái tweet người ta chia sẻ là hình như cái đó là cái ví của Andre và Andre đang chốt lời á, thì không biết là cái góc nhìn của anh về cái thông tin này như thế nào ha? Cái đó thì hơi của cái rec đúng không? Cái post đó bị xóa rồi. Cái post đó khoảng chừng 10% là sự thật, 90% là sai. Tại vì những cái transaction mà được dẫn chứng trong cái post đó đều là transaction từ Phantom Foundation gửi cho Binance để cung cấp thanh khoản cho bên chain còn lại. Khi mà chain nó bị thiếu thanh khoản Phantom, thì cái thằng dẫn chứng nó chỉ dẫn một bên, nó không có dẫn bên còn lại. Thì nó bị thiếu hụt mất một bên. Ở cái thời điểm bọn mình làm cái podcast này thì cái bài viết của REKT REKT thì đã được xóa rồi. Thì chắc là anh... REKT cũng đã lên tiếng xin lỗi. Nhưng mà nói chung là REKT thì nó viết bài thì anh thấy thì đọc rất là hay, rất là cuốn hút. Nhưng mà cơ bản thì thường thường bọn REKT nó viết ngày xưa thì viết hay, còn bây giờ nó viết hầu hết chỉ để attack là chính thôi, chứ không phải viết là để lên tiếng phản ánh như ngày xưa nữa. Nên mọi người cũng cũng nên tìm hiểu kỹ khi mà tin hết 100%. Andre giàu thì anh nghĩ là giàu. Nói chung là anh và một số người trong cuộc thì cũng biết được một vài ví liên quan tới Andre. Nhưng mà chắc chắn cái ví mà mọi người nói có mấy trăm triệu hay là một tỷ mấy trở lên đó là không phải của Andre mà là ví của Phantom Foundation. Một số người nghĩ cái ví là của Andre nhưng mà không phải. Cái ví đó là của toàn bộ Phantom Foundation. Andre không có nắm quyền điều khiển cái đó. Ngày xưa có thể là Andre đóng góp một trong những multisig chẳng hạn, nhưng mà bây giờ Andre đã rời rồi thì coi như là không có nắm đóng góp gì hết nữa hết. Thì đó là tình hình hiện tại. Thì có thể coi như là nửa này nửa kia, nghĩa là Andre cũng có thể là mệt rồi nên coi như là nghỉ xả hơi và cũng kiếm đủ tiền trong mấy năm qua rồi. Thì cả hai bên đều có cái đúng của nó. Nhưng mà có một bên thứ ba nghĩ khá là valid, đó là Andre bây giờ sẽ build ẩn danh. Tại vì Andre đó giờ build lúc nào cũng lấy tên tuổi ra mặt đàng hoàng, chứ không có làm ẩn danh. Nhưng mà bây giờ như mọi người có thể thấy mấy ngày hôm nay thì có một số thông tin liên quan tới crypto từ nhất là từ bên Mỹ đã bắt đầu gọi là đánh động vào cái innovation của crypto bây giờ rồi. Nếu mà không đi theo cái đường ẩn danh thì sau này nó có thể bị sờ gáy. Thì không ai muốn bị sờ gáy hết. Tức là những cái vấn đề liên quan đến pháp lý. Thì cái hướng thứ ba này cũng có khả năng. Tại vì Andre đó giờ vẫn là một người rất là thích build những cái mới mẻ. Có thể một ngày đó mình thấy cái dự án nào đó mới toanh, thấy mechanic lạ thiệt lại, rất có thể đó là Andre ẩn danh. Nói chung này không ai biết được. Rồi.
Thì Andre là một cái KOL, một cái builder khá là có tiếng ở trong thị trường crypto và đặc biệt là cái thị trường DeFi này. Thì việc mà Andre leave đi á, việc mà Andre rời đi á, thì anh nghĩ là sẽ có một cái tác động nào đến cái giới build dự án, tức là các cái builder, và có ai sẽ có cái khả năng mà gọi là nắm lấy cái chuyển giao này của Andre, và hay là anh sẽ nghĩ là sẽ có một cái viễn cảnh là yeah, decentralized, tức là mọi người sẽ build một cách ẩn danh trong tương lai. Anh nghĩ là cái việc build ẩn danh sẽ khá là phổ biến, tại vì có một theo anh cái suy nghĩ của anh đó là nếu như mà mình đi KYC, mình đi trường mặt ra cho người khác mà mình còn đi build trong DeFi thì nó rất là contradict, là rất là bị mâu thuẫn, hai cái đó nó không có khớp, nó mâu thuẫn với nhau. Cho nên anh nghĩ là liên quan tới DeFi thì sẽ có khá là nhiều dev ẩn danh. Còn nếu mà build dự án bình thường kiểu như làm game hay là làm một cái sàn hay gì thì tất nhiên là vẫn sẽ thấy dev ra mặt như bình thường. Chỉ là trong DeFi thì anh nghĩ là những cái innovation mới của DeFi nó hầu hết sẽ là từ dev ẩn danh dần dần thống trị. Andre đi thì đúng là mất mát khá là lớn, có thể nói là mất mát lớn nhất từ trước đến giờ này của DeFi, thậm chí là lớn hơn cả việc Sushi bị gọi là bị bỏ rơi. Tại vì Andre không chỉ là một builder giỏi mà là một KOL rất là có tiếng tăm ở trong trong DeFi nói riêng mà cũng như trong crypto nói chung. Thì Andre rời đi, mặc dù không biết là rời đi hay không, làm cho DeFi mất kiểu như là một ông thuyền trưởng vậy. Thì về một khía cạnh nào đó là mất một ông thuyền trưởng, tại vì đó giờ không có ai mà có thể huy động cái dòng thanh khoản khủng khiếp như Andre. Như là lúc mà Andre thông báo sự liên bên Phantom là Phantom nó huy động được biết bao nhiêu tỷ đô thanh khoản từ mấy chain khác qua bên đó để họ farm, thì có thể thấy cái sức ảnh hưởng rất là khủng khiếp. Tất nhiên là cũng không thể phủ nhận những cái đóng góp của những người khác, ví dụ như dự án Olympus thì có Zeus là người dẫn của dự án đó, thì Zeus cũng rất là giỏi, nhưng mà so với Andre thì đúng là vẫn là một trong một vực. Cũng như là Sushi đi, ngày xưa là Chef Nomi dẫn Sushi ra thì cũng không bằng một ấp của những cái gì Andre đã làm được. Mặc dù dự án của Andre hầu hết là bị rớt hoặc là bị hack. Nhưng mà nó vẫn có một cái charisma là kiểu như người ta biết là sẽ rất là risky nhưng mà người ta vẫn sẽ có cái sức hấp dẫn riêng. Thì DeGen nói chung người chơi DeFi thì thích mấy cái risky đó, cho nên họ vẫn đâm đầu vào. Thì anh nghĩ sẽ mất khá là lâu để giới DeFi có thể hồi phục được gọi là thời kỳ đỉnh cao trong cái mảng builder, do builder có thể nói là một trong những builder mạnh nhất đã biến mất rồi. Về dự án nói riêng thì tất nhiên những dự án mà Andre đã giúp đỡ đó giờ bị mất mát lớn nhất, nhưng mà riêng trừ Yearn Finance ra, Yearn Finance thì đó giờ từ lúc Andre rời Yearn khoảng chừng một năm hơn cuối 20 hả? Hết rồi, Andre rời lâu rồi thì Yearn bây giờ tự vận hành mạnh rồi, Yearn không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà mấy dự án khác thì khá là đau ấy, Keeper rồi. Nhưng mà em thấy là có cái thông báo là sẽ dừng service, thì cái dừng service này sẽ được hiểu theo nghĩa như thế nào? Dừng service đây là dừng frontend thôi. Tất nhiên là Andre đó giờ build là build the app, web app, thì cái core của nó vẫn là cái smart contract chạy đằng sau, một cái hệ thống smart contract chạy trên blockchain. Không có ai shutdown được mấy cái đó hết, tại vì code của Andre build lúc nào cũng là code immutable, nghĩa là không ai được phép sửa code. Andre là một người theo cái truyền thống code is law, nghĩa là code là luật pháp, rất là rõ ràng. Thành ra cái vụ Solidly với Solidex cũng một phần là bị như vậy mà mới gọi là thất bại. Tức là cái mô hình nó fail nhưng mà người ta không thể có một cái proxy để xử lý cái không có proxy, không có một cái trung gian để mà sửa được, tại vì code của Andre là nói một là một hay là hai, chứ không phải là nói một thì có thể sửa thành hai được. Thì đó, code của Andre theo cái trường phái là code is king, code is law, khá là mạnh.
Cho nên khi mà Andre nói shutdown service thì nghĩa là shutdown support frontend thôi. Nghĩa là khi mà họ chạy frontend thì họ phải trả tiền server, họ phải trả tiền hosting, họ phải trả tiền domain. Thì bây giờ Andre tuyên bố nghỉ rồi thì require phải trả tiền mấy cái đó. Tại vì trả tiền mấy cái đó cũng phải đăng ký thẻ tín dụng rồi, đăng ký thông tin tài khoản. Thì nếu mà Andre DB ẩn danh, những cái đó nó lại vẫn dính líu vào thông tin của Andre. Thì đó, có một số theory là như vậy. Ok, thì chắc là mình sẽ vào luôn cái topic, một cái từ khóa mà nó khá là hot và nó gần như là một cái chất xúc tác cho cái quyết định rời đi của Andre, là cái Solidly và điển hình là cái model VE3.3. Mọi người thì thấy là ok, Solidly thì nó đang gặp rất là nhiều bug rồi, nó fail thì nó cũng đã fail hoàn toàn thì không ai dám nói, nhưng mà hiện tại thì tính đến thời hiện tại thì nó xuất hiện rất là nhiều lỗi rồi. Nhưng mà cái mô hình VE33 thì anh nghĩ là nó sẽ có cái tương lai nào, nó có cái ứng dụng gì trong thời gian tới hay không, hay là nó đơn giản chỉ là một cái ý tưởng pop up xong rồi nó sẽ biến mất luôn đó. Thứ có cái này thì anh trả lời thành hai phần đi. Phần thứ nhất liên quan tới Solidly và thứ hai liên quan tới mô hình V33. Thì cái Solidly thật sự nó không có fail về mặt technical. Nghĩa là code của Andre không có gì sai hết á. Mọi người nghĩ là nó fail là do code bị lỗi, nhưng mà không phải. Những cái lỗi mà mọi người khi xài luật Solidly bị gặp á là do RPC, là cái node public của Phantom á, nó quá tải. Cho nên khi mà mọi người bấm call transaction có nhiều khi nó không có hiện lên. Cũng như nó fail ở cái cổng vào chứ nó frontend. Nó fail ở cái cổng frontend và cái RPC gọi lên. Nó không fail vì cái code nó quá tải. Còn cái smart contract thì hoạt động rất bình thường. Nhiều người nói là cái smart contract Andre code lỗi nên nó nhả ra quá nhiều solid lúc ban đầu, nhưng mà không phải. Cái đó mấy cái số đó là đúng. Những cái comment mà Andre để lại trong code là comment cũ. Cái emission đó thật sự là đã được test ở trên testnet đàng hoàng rồi. Những ai mà biết đọc code và những ai chịu khó theo dõi GitHub thì đều biết là những cái số liệu emission đó hoàn toàn chính xác với lại simulation ở trên testnet. Tức là Andre chủ động là nâng cái mức emission nó lên như vậy, chứ không phải là ông ấy code bậy. Andre Andre không có code bậy. Cái emission 20 triệu tuần đầu, thì tại vì trong blog, trong medium ban đầu Andre kêu là 2 triệu chẳng hạn, nếu anh nhớ không lầm, nhưng mà nó lại emit 20 triệu nên người ta nghĩ là Andre code bậy, nhưng mà không phải vậy. Andre đã update cái những cái spec đó rồi, nhưng mà Andre không có sửa medium và không có sửa cái comment ở trong code. Có người đã mở cái issue trên GitHub và Andre confirm cái này rồi. Chỉ là ai theo dõi thì mới biết thôi. Còn ai mà chỉ đọc sơ sơ, xem trên thấy tuần này tự nhiên ra 20 triệu trong khi medium ghi có 2 triệu thì sẽ nghĩ là Andre code bậy. Thì cái này phải đào sâu một chút. Nói chung là cái việc Solidly fail á là do hai con sâu. Hai con sâu ở đây thì chung là hai cái dự án không phải dự án. Thứ nhất là một dự án không có token là Ripper. Thì Ripper không có token cho nên họ không có một cái cơ chế nào để distribute cái NFT Solidly cho cộng đồng của họ khi mà Andre gửi NFT cho nó họ. Thì đó là con sâu thứ nhất. Con sâu thứ hai thì cũng không hẳn là con sâu, nhưng mà con sâu thứ hai là một con cá voi. Thì con cá voi này rất là giàu. Thì trong tuần đầu nó mua hết sạch Solidly, gọi là mua rất 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 nhiều từ chính vốn tiền của nó. Xong rồi nó tạo ra một cái NFT để nó tự vote cho một cái pool fake mà nó tạo ra. Cái pool đó tên là Spider-Man Batman. Thì nó vote 4% emission. Tên là Ras hay Roos? Goose gì? Ras gì? Đúng rồi. Tên là ông này là một con whale ở bên Phantom. Thì ông có khá là nhiều tiền ở trong trong Phantom và ông để bên Gaze, cái platform lending của Phantom. Nói chung thì ông mua Solid rồi tự tạo NFT rồi tự vote cho cái pool, một mình ông hưởng thôi. Cái này nó không có gì sai, chỉ là nó lại đi ngược lại với những gì mà Andre gọi là mượn tượng ra. Tại vì nhưng mà có phải là vì Andre nâng cái mức emission mà nó xảy ra cái hiện tượng này không, hay là cũng không hẳn. Tại vì cái thằng cá voi này á, nó nghĩ là nó nắm control của Solidly thì nó sẽ có tất cả, nó sẽ có tiền sau này.
một mình nó hưởng hết. Nhưng mà nó không nghĩ tới việc là khi mà những dự án khác và những người staker khác thấy có một thằng đang hưởng lợi quá nhiều như vậy, họ sẽ rời bỏ Solidly, họ sẽ bỏ cuộc chơi, họ sẽ không chơi với tức nó là nữa. Cái bài toán nó sẽ giống tấn công 51% của Bitcoin vậy đó. Cái chi phí mà mình phải bỏ ra để mình kiểm soát hết cái network thì lúc đó nó lại không mang được cái nghĩa là không có ai ngăn chặn cá voi chơi game, nhưng mà khi nó chơi nó không có tính tới chuyện là những người khác thấy nó được lợi quá nhiều thì người ta sẽ bỏ cuộc. Mà khi mà người ta bỏ cuộc hết rồi thì ai ai chơi với nó nữa, đúng không? Thì con cá voi này mất khá là nhiều tiền, hiện tại nó vẫn đau, khá là đau. Nhưng mà nói chung là nó không biết là nó đang tự bắn vào chân của nó. Cái thuật ngữ tiếng Anh là tự xử nó luôn. Nghĩa là nó đang tự giết, nó đang tự giết chính cái mà nó nghĩ là sẽ là một cái tiềm năng tương lai của nó. Thì nó con cá voi này nó đi một đứa cờ khá là sai lầm. Thì cái này anh cũng không biết là lỗi của ai thật sự, tại vì cá voi nó có tiền, nó làm như vậy không có sai theo logic của code. Nhưng mà trên cái phương diện mà nhìn mặt bằng chung ấy, thì nó làm vậy là quá là sai, tại vì nó làm cho những người khác ghét cái hệ thống Solidly, và dẫn tới cái việc là Solidly gọi là tan rã luôn. Thì đây là cái con sâu mà chính mà làm cho Solidly tan nát. Nói chung là anh nghĩ là Andre bị ảnh hưởng bởi con sâu thứ hai này, cho nên Andre mất niềm tin và quit. Nhưng mà anh nghĩ như thế nào về tương lai của cái model hiện tại? Thì ý thứ hai về model về V2Tree thì anh nghĩ vẫn có tiềm năng, tại vì nó mở ra một cái lối đi cho cái lock token cũng như là cái hệ thống Prime và voting power này. Nó tạo ra cái dòng thanh khoản fluid hơn, nghĩa là nó trôi chảy hơn so với lại cái hệ thống lock VE bình thường. Ví dụ như của Curve, khi mà em lock vào không có làm gì được hết, mà em phải phụ thuộc vào đi mượn hay đi mua thêm của những dự án khác đang nắm nhiều voting power. Cái VE33 này nó nhờ cái NFT mà nó gọi là tạo cơ hội cho cái dòng thanh khoản của cái đồng lock VE đó nó dễ dàng di chuyển hơn. Điển hình là con cá voi chẳng hạn, nó một mình nó chiếm hết 3-4% của cái pool. Thì nói chung là nếu mà được sử dụng ở một mức giới hạn nào đó hợp lý thì anh nghĩ cái mô hình này khá là tốt. Nhưng mà nếu mà có một hai con cá voi nó thích ôm hết, như kiểu con mà phá Solidly, thì dự án tiếp theo fork Solidly vẫn sẽ chết như thường. Do một khi mà có một thằng nó nắm quá nhiều power, nó sẽ phá cuộc chơi cho tất cả mọi còn lại, người ta bỏ cuộc thì không ai chơi nó thì dự án cũng nát luôn. Ok. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái hệ sinh thái mà Solidly làm nền tảng để xây lên. Thì chúng ta sẽ nói về Phantom. Mặc dù thì không ai gọi là danh chính ngôn thuận bảo là Andre là cái gì đó, chức vụ gì đó của Phantom, nhưng mà thẳng thắn mà nói thì Andre đóng góp rất nhiều cho cái hệ sinh thái này. Và khi mà Andre rời đi á, thì Phantom gặp rất là nhiều cái phút, điển hình là cái bài của Rex. Thì chúng ta cũng thấy là Phantom bị phút liên tục thời gian gần đây. Thì cái góc nhìn của anh về Phantom hiện tại như thế nào, đặc biệt là sau khi Andre, một người đóng góp rất nhiều cho cái hệ sinh thái này, rời đi ha. Phantom nói chung dù có Andre không thì Phantom vẫn là một team rất là mạnh. Andre cũng đã đáp lại cái điều rất là nhiều lần, nghĩa là Andre chỉ trên danh nghĩa với Phantom thật ra chỉ là một trong những founding advisor thôi. Thì founding advisor họ cũng sẽ đóng góp rất nhiều cho dự án, nhưng mà họ vẫn không phải thật sự là core team 100%. Cho nên Phantom được như ngày hôm nay mà nói về tech của Phantom thôi á, thì không thể nào mà quy công hết cho Andre được, mà là phải nhờ cái đội ngũ Phantom. Phantom có một anh Việt Nam, CTO thì, đúng không? Mọi người cũng CTO, người cũng đã ủng hộ tech Việt Nam khá là giỏi. Anh nghĩ là Phantom vẫn sẽ sống thôi. Andre khi rời đi và cũng như trước khi rời đi thì đều đã nói là
không có Andre thì Phantom vẫn tốt chán. Thì anh nghĩ cái này là sự thật. Andre là gọi là trên danh nghĩa chỉ là một KOL giúp cho Phantom popular hơn thôi, chứ không phải là người đặt nền bóng cho Phantom. Thì những cái post gần đây như nãy anh nói thì cái bài Red Hill đã rút rồi, nó chỉ nhìn phiến diện một bên thôi chứ nó không có nhìn bên còn lại. Và Phantom họ cũng đã phản hồi sáng nay tối hôm qua giờ anh quên rồi. Thì anh nghĩ chuyện nó cũng đâu vào đấy thôi. Chủ là bây giờ Layer One thì đầy rẫy ra, cái nào có tiếng tăm một chút thì một là nhờ một dự án nào đó nó gây bão ở bên cái chain đó, hai là nhờ một đứa như kiểu Andre nó lôi kéo cái dòng thanh khoản từ mấy cái chain khác qua. Cho nên hiện tại thì Phantom anh nghĩ sẽ gặp khó khăn về việc giữ cái nguồn thanh khoản mà Andre kéo qua. Hiện tại thì số liệu ở trong Phantom chain hình như là cái dòng tiền nó bắt đầu nó withdraw ra khỏi Phantom, bắt đầu chạy rồi. Thôi thì chắc thì mình sẽ nói không riêng gì một cái dự án hay là một cái hệ sinh thái gì hết, nhưng mà mình sẽ nói toàn cho cái thị trường DeFi đi. Thì dạo gần đây thì chúng ta lướt Twitter thì chúng ta thấy rất là nhiều phút rồi, rất là nhiều cái comment nó cũng khá là toxic. Nó thẳng thắn là nó cũng khá là toxic, đặc biệt là trong cái lúc mà thị trường nó đang khá là lấp lửng thì tâm lý mọi người cũng đang khá là toxic và khá là bực dọc. Thì với một người mà thường xuyên cập nhật tin tức ở trên Twitter thì không biết là anh Mel có cái cách nào để mình có cái sự linh hoạt trong việc vừa tiếp nhận thông tin nó đầy đủ chính xác mà nó tránh được những cái phút nó khá là tiêu cực như vậy ha. Nói chung cái này như anh nói từ mấy tháng trước thì thường chơi crypto không nên chơi một mình, nên chọn một nhóm bạn nào đó chơi chung và gọi là chia sẻ thông tin cho nhau thay vì là chơi solo. Tại vì khi có nhiều người giúp theo dõi thông tin thì sẽ tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Và cái cách chọn lọc và giữa cái biển phết thì anh nghĩ là tùy vào mình follow ai thôi. Follow những người nào chuyên share thông tin hữu ích, lâu share alpha thì sẽ không có gì xảy ra hết. Còn nếu mà theo dõi những cái đứa mà kiểu siêu lời nhiều quá thì cái mấy cái algorithm của Twitter hay là của platform gì đó nó sẽ bị nó kiểu như nó bị tiếp tục nó suggest cho mình những cái topic kiểu vậy, đúng không? Cái này nó liên quan đến bản thân thuật toán của cái nền tảng mà mình sử dụng nữa. Nhưng mà đúng rồi, thì nói chung là nó sẽ những cái thuật toán sẽ dựa vào cái danh sách mình đã có sẵn. Còn cái việc mà mình bị đọc phết hay không thì có những cái phết nó vẫn chính đáng, hiểu không? Có những cái phết em đọc, nếu mà em chỉ lấy thông tin phát ở trong cái mấy cái phát đó ra thôi á thì nó vẫn sẽ có lợi, chứ không phải là đọc phát là phải đi theo cái suy nghĩ của nó. Giống như đọc bài của Rack chẳng hạn, thì bài của Rack là cứ coi như là phát Phantom đi, thì em sẽ lấy được những cái thông tin, ví dụ như là ok, thằng Phantom nó chuyển mấy trăm triệu Phantom như thế này. Mình có thể dựa vào cái thông tin đó mà mình track on chain để mình tự tìm hiểu thêm là ok, cái này có thật sự như vậy hay không, thay vì chỉ tin một chiều thôi. Cho nên anh nghĩ là cái chuyện chắt lọc thông tin đó thì mình chủ yếu là cũng nên làm một ít do your own research thay vì chỉ đọc phết rồi bài đầu tin đấy. Rồi, cảm ơn anh Mel rất nhiều về những cái chia sẻ rất là hữu ích trong tập podcast tuần này. Thì cũng lâu rồi thì anh em mới có cơ hội để ngồi trò chuyện với nhau những cái vấn đề nó rất là hot, nó rất là thời sự của DeFi hiện tại, và rất là nhiều cái kinh nghiệm mà anh Mel có chia sẻ trong tập podcast hôm nay. Thì tập podcast tuần này thì cũng đã dài rồi, thì chắc là để anh Mel gửi lời chào đến những bạn đang nghe DeFi Discussion ha. Ok, nói chung cảm ơn mọi người đã theo dõi podcast này, là chuyện đầu tiên. Thứ hai là nói chung DeFi thì một cái trend chắc sẽ không có biến mất đâu, nên mặc dù Andre có rời bỏ đi thật sự hay không thì mọi người cũng không nên quá buồn.
Còn cái việc mà chúng ta sẽ còn một anh crypto up and down, chúng ta sẽ có một Andre ẩn danh đúng không? Một thị trường nó bớt bị chi phối nhiều hơn, chúng ta sẽ có một cái thị trường nó decentralized và fair hơn đúng không? Rất là nhiều cái kịch bản mà chúng ta rất đáng chờ đợi trong thời gian sắp tới. Rồi thì hay là mình alpha một xíu về những cái nguồn thông tin mà anh Mel sẽ thường sử dụng hàng ngày để chắc, thay vì chúng ta sẽ kết thúc, nhưng mà ok thì chắc là thêm một xíu alpha nhỏ nhỏ đi. Ừ, nói chung thì nguồn thông tin thì hiện tại anh vẫn theo dõi những cái channel như là The Daily Ape và Lobster DAO là chính thôi. Nhưng mà do anh cũng trong cái nhóm DeGen thì trong đó cũng khá là nhiều nhiều dân trong ngành mà họ hiểu biết, và tất nhiên nhóm DeGen thì dân chơi DeFi khá là nhiều, nên cũng thảo luận sôi nổi mấy cái vấn đề này. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là những cái group khác không có alpha gì hết. Có những cái group như Lobster DAO họ vẫn nói vấn đề này rất là sôi nổi, chỉ là mọi người có chịu khó đọc hay không. Tại vì nhiều khi họ nói technical lắm, đọc 10 chữ chắc hiểu được 5 chữ là cao ấy. Nhưng mà nếu mà chịu khó đọc tìm hiểu thêm thông tin mà họ đang bàn thì mình sẽ gọi là tăng hiểu biết của mình thêm được một chút. Rồi, cảm ơn Mel rất nhiều những chia sẻ trong số tuần này. Thì ok, chắc là bọn mình sẽ kết thúc cái tập podcast DeFi Discussion tuần này tại đây ha. Rồi thì cảm ơn anh em rất nhiều đã nghe đến hết tập podcast tuần này.